Vâng, xin thông báo với các bác, bên em lại tiếp tục vẫn phải cho anh em vệ sinh vì những cái đơn đặt hàng nó quá tải luôn các bác. Đây, những cặp out center liệu quá tải, anh em vẫn phải dỡ ở kho ra để cho anh em dọn tiếp các bác nha. Out center và những quả súp hơi này. Súp hơi các bác thấy đẹp không? Súp hơi về lô vừa rồi đây. Đấy. Từ 220-100, súp hầm và súp này nó rất đẹp, từ 220-100. Đây này tiếp tục về được cái đời RF. Cá này là cá heo ấy các bác ơi, cá heo nha. Đấy. Hàng này thì là Mỹ các bác ạ. Hàng này là thương hiệu Mỹ rồi. Cực chất luôn. Đó, gỗ nha. Đấy, tuyệt vời. Đây. Đời này, đợt này về đời này nó là kiểu hậu này, nó nhiều đời lắm các bạn. Trước thì có đời hậu khác. Đây. Đấy, anh em tháo ra để vệ sinh. Đấy, Tectom USA. Cái này là thương hiệu Mỹ nhỉ. Cái này cực kỳ VIP các bạn nhá. Đây, bên em tháo ra để vệ sinh để dọn dẹp. Thùng gỗ nhá. Cái này đánh phì lắm các bạn nhá. Đấy, nó vỏ thì nó đương nhiên thì bãi nó xước xát rồi. Nhưng bên trong thì nó gần như mới luôn. Đấy, còn đây là out center 10 cộng. Đấy. Đến hôm nay 26 mà anh em vẫn phải cố gắng vệ sinh thì đã chót nhận đơn của các bác. Anh em cố gắng hết mức. Đấy, out center 10 cộng nhá. Nói chung là hàng của em bán rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn đủ hàng để cung cấp cho các bác. Các bác cứ alo cho em nhá, liên tục. Liên cục tục có những cái đơn hàng. Vâng, lại những cái xe. Các bác đánh cả xe tải đến để mua hàng đây. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm nhá. Xin tạm dừng video ở đây.